Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Quý vị và các bạn thân mến, món mực mà chúng ta đem hấp và chấm với nước mắm gừng thì quả thật là tuyệt cú mèo phải không ạ? Nhưng mà cũng với món mực ấy thì chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay sẽ biến tấu thêm một chút để cho thêm phần hấp dẫn. Và chúng ta sẽ cùng vào bếp gặp với chị Mai Thị Hoàng Loan. Chúng ta được làm quen với chị qua chuyên mục Sứ Giả Của Sức Sống Mới. Và hôm nay xem chị gửi đến chúng ta món ăn gì nhé. Dạ, xin chào chị ạ. Chào em Bình Minh và chào khán giả Sức Sống Mới. Chị Loan này, hôm nay là chị sẽ giới thiệu với quý vị các bạn món ăn gì ạ? Món ăn có tên là gì ạ? Món ăn là mực hấp dọn thịt xích me. Thế thì để có được món ăn này thì chúng ta phải cần có những gia vị nào và nguyên liệu nào, có thể giới thiệu được không ạ? Thành phần gồm có mực ống thì nửa ký, thịt thì 350g, thịt nạc dăm băm nhuyễn, hành đỏ phi, ớt băm, tỏi băm nhuyễn, hành lá, nước me. Chúng ta có cần thêm cái gia vị để ướp cho nó thêm đậm đà không ạ chị? Gồm nước mắm, dầu ăn, tiêu, hạt nêm từ thịt thăn và xương ống, đường, muối. Chúng ta bắt tay vào chế biến món ăn đi chị. Rồi. Thì mực mình đem về mình rửa sạch rồi mình mới cắt ống thành cho tạo nó kiểu tròn, đúng không? Tạo kiểu cho đẹp mắt đúng không ạ? Dạ, vâng. Tạo kiểu cho đẹp mắt xong rồi mình mới đem đi trụng sơ qua nước sôi. Dạ. Thì để một ít muối cho nó khử mùi tanh. Vâng. Bước tiếp nữa là mình ướp thịt. Vâng, bây giờ xin mời chị ạ. Vâng, một chút hành lá. Một chút hành đỏ băm nhuyễn. Chị Loan này, biết là chị có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chọn mực, vậy chị có thể chia sẻ đôi chút là làm sao mà chúng ta có thể chọn được một con mực tươi và ngon để chế biến món ăn này được ngon không ạ? Muốn cho mực tươi ngon thì em ra mực nó không có rớt cái thân mình nó dưới rau là không, nó cũng còn dính liền. Kế bước nữa là cái con mực nó phải cho nó có màu hồng nhạt cho nó tươi mực á. Vâng, sau khi chúng ta cho hành lá xong chúng ta lại ướp thêm gì nữa? Hạt nêm từ thịt thăn và xương ống. Vâng, một bí quyết để làm nên sự thành công của món ăn. Thế chị, mình ướp thịt này trong khoảng thời gian bao lâu thì thịt sẽ ngấm các gia vị ạ? Cứ khoảng 5 phút. Vâng. Một ít tiêu. Một ít tiêu này, 3 muỗng hạt nêm từ thịt thăn và xương ống này. Mình trộn đều lên. Thôi để mình phụ chị ạ, chị sẽ làm món mực đi ạ. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta ướp gia vị xong thì để trong vòng khoảng từ 3 đến 5 phút để cho gia vị ngấm vô thịt thì bắt đầu chúng ta bắt tay vào là chúng ta sẽ vo viên nó lại đúng không ạ? Đúng rồi, lấy muỗng mình sẽ dít mình ép cho nó chặt. Vâng, chị Loan có thể nhắc lại tên gọi của món ăn này được không ạ? Tên gọi món này là thì mình thấy mực tươi ngon vậy làm này thì kêu mực ống hấp với thịt xích me. Dạ, vâng, mực ống hấp với thịt xích me. Vâng, các thành phần nguyên liệu và các gia vị cũng hết sức đơn giản và cũng hết sức dễ tìm quý vị các bạn ạ. Nếu như dành cho 4 người ăn thì chúng ta chỉ cần 200g mực này, rồi ít thịt heo và chúng ta xay nhuyễn này, rồi hành lá, rồi gừng, rồi ớt, rồi một chút tỏi. Và một cái bí quyết để làm nên sự thành công món ăn đó chính là hạt nêm từ thịt thăn và xương ống. Và sau khi chúng ta ướp gia vị để ngấm trong khoảng từ 3 đến 5 phút và sau khi chúng ta cắt và tỉa mực tạo dáng xong thì chúng ta sẽ nhồi thịt vô miếng mực và sau đó chúng ta đem vào hấp. Vâng, và như vậy là chúng ta đã xong phần chuẩn bị đúng không ạ? Chị Loan này, Bình Minh để ý thấy mấy cái tăm ở đây mình để làm gì ạ? Khi sau khi mình dọn mực xong thì mình lấy cái tăm này mình xuyên qua cái phần thịt mực này với thịt này cho nó dính chặt lại. Mình đem đi bỏ vào chảo mình hấp á. Dạ, vâng. Cho nó... Nó đừng có rớt dưới ra. Dạ. Vâng, và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong món ăn này và giờ chúng ta chỉ đem vào hấp mà thôi. Rồi, trong thời gian đợi cho món mực chín thì chúng ta sẽ làm nước sốt me. Làm nước sốt me thì cho dầu một ít chảo mà. Rồi mình để tỏi vô. Cho dầu nóng xong rồi mình để cái tỏi băm nhuyễn này vô. Mình rán cho nó thơm. Vâng, sau khi rồi. Tỏi gần chín xong chúng ta sẽ làm cho me nó vào luôn. Vâng, đã dậy mùi thơm rồi đấy ạ. Dạ, đúng ạ. Mình cho 2 muỗng nước mắm này.
2 muỗng nước mắm chấm ngọt. Rồi. Để cho 1 muỗng hạt nêm vô. Hạt nêm từ thịt thăn và xương dạ, ống. Dạ, từ thịt thăn và xương ống. Rồi sau đó cho 2 muỗng đường vào. Cái này mình để đường vô tí cho nó cái nước sốt nó có vị ngọt ngọt dạ. Nó mới ngon. Chị Loan này đến khi nào thì chúng ta biết là món nước sốt này sẽ chín ạ, là sẽ thành công ạ? Khi nào mình rán cho nó sình sạch lại, sánh lại là nó thấy là nó được. Loan ơi, món mực của chúng ta sắp chín rồi đây này. Chín rồi. Vâng, dạ, thì mình thấy là đã chín rồi đấy ạ. Chín rồi, em dạ. Tắt lò giùm chị luôn. Vâng, vậy là mình tắt bếp nha. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ trang trí món mực. Wow, thơm quá. Đã. Rồi, xin mời chị. Dạ. Cái phòng bự là mình để dưới nhánh. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi là chúng ta đã hoàn thành xong mực ống hấp thịt sốt me. Vâng này, rất bắt mắt và hấp dẫn và bổ dưỡng cho sức khỏe nữa. Bình Minh xin chúc cho tất cả các bạn thành công với món ăn này và có một ngày bên gia đình, bạn bè và người thân thật vui vẻ. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Xin được chúc chị có nhiều thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Yeah.